Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam đã khai mạc vào tối ngày hôm qua mùng 1 tháng 10 tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, chính thức công chiếu miễn phí 22 bộ phim tài liệu của 10 quốc gia châu Âu và Việt Nam, trong đó thì Việt Nam có 12 phim tham gia. Theo ban tổ chức, Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam thường được tổ chức vào tháng 6 hàng năm. Năm nay do dịch COVID-19, ban tổ chức đã thống nhất lùi đến đầu tháng 10 năm 2020 để khai mạc. Mỗi tối chiếu 2 phim, trong đó có 1 phim của Việt Nam và 1 phim của châu Âu. 2 phim tài liệu của đạo diễn độc lập có buổi chiếu riêng vào thứ Bảy, ngày 3 tháng 10. Thông qua các bộ phim, khán giả có dịp để tìm hiểu sâu hơn về con người, xã hội Việt Nam cũng như các nước, nhất là các vấn đề đương đại. Liên hoan phim năm nay có nhiều phim dành cho thiếu nhi và mở cửa miễn phí cho khán giả vào xem từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 10 tháng 10 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.